Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình lại làm một cái video đi thăm khu du lịch Bát Giàn Sapa. Đây, mình sẽ giới thiệu các bạn đây là cái cuộc hành trình mình bắt đầu đi. Đây là phần 1. Thì cũng như thường lệ thì các bạn xem thấy hay thì không quên ấn like và ủng hộ chia sẻ kênh cho mình nhé. Đường khó đi nhỉ? Đường thế này rất là khó đi. Đường thì hẹp, quanh co. Vùng núi Tây Bắc nên là theo chân mình đi suốt cái hành trình này lên thăm khu du lịch thì còn nhiều cái hấp dẫn. Khách du lịch chủ yếu là khách nước ngoài, họ lên đây tham quan rất là nhiều. Như đợt này nó mùa dịch Covid nên là cái đi lại cũng hạn chế, theo định của chính phủ là cấm tất cả mọi cái hoạt động về văn hóa du lịch, tập trung là cái điều đó được thắt chặt, hạn chế thôi. Còn diễn ra mình lên đây là làm cái video để giới thiệu để các bạn, khi nào các bạn có thời gian và điều kiện các bạn sẽ lên khu trên này để nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi. Tên là khu du lịch Bản Rèn của huyện Sapa. Tại sao lại có cái tên là gọi là Bản Rèn? Vì đấy là chiếm tới 90% là người dân tộc thiểu số, dân tộc Tày. Người Kinh thì rất là ít nên là họ đặt ra cái tên gọi là Bản Rèn. Lên đến đây là trên cái độ cao đây nó rất là cao, thì mình sẽ đứng đây mình quay xuống dưới cái thung lũng ở dưới này để các bạn cùng xem nhé. Mình xin giới thiệu qua về cái quang cảnh ở dưới cái thung lũng của khu vực xã Thanh Phú. Đấy là trên đường đi là mình nhìn thấy dưới cái thung lũng này rất là đẹp, nên mình quay để giới thiệu cho các bạn. Đây mình zoom lại gần các bạn cùng xem này. Quay trên điện thoại nên là nó cũng không được chi tiết lắm. Các bạn nếu có điều kiện và thời gian các bạn lên đây tham quan thì hết ý luôn. Nhìn thấy tường đấy. À đây rồi, đây mình chọn được một cái địa điểm ở đây.
nó rất là đẹp ở trên cao đây, mình quay xuống đây để mình đây là phía trước của con đường này. Mình chọn được một cái địa điểm rất là lý tưởng, mình có thể quay toàn cảnh của cái thung lũng. Đây được gọi là bản hồ, đây là toàn khu vực đấy, toàn khu vực của thung lũng bản hồ. Mình có thể zoom gần lại để các bạn xem chi tiết hơn. Ở đây thì họ sống, người dân ở đây họ sống rất là chân thật, cuộc sống của họ thì nó chất phát. Đặc biệt là ở đây không khí thì rất là trong lành, không có ô nhiễm. Ở giữa là có một cái lòng suối, đây thì bên tổng công ty điện lực đã tận dụng cái lòng suối này làm rất nhiều cái nhà máy thủy điện. Nhà máy thủy điện thì gần như là khoảng độ 6-7 cây số là lại có một cái nhà máy thủy điện. Họ tận dụng là cái nguồn nước từ trên thượng nguồn là cái trạm nhà máy đầu tiên, xong thì xả xuống thì ở dưới lại chặn lại, lại tận dụng cái nguồn nước đó. Rồi các bạn lại theo chân mình đi lên đến tận trên khu vực trung tâm của cái khu du lịch Bản Rèn nhé. Nào chúng ta cùng đi. Dân tộc thiểu số là họ đang làm nương tít ở trên kia, các bạn có nhìn thấy không? Em chỉ cần ngồi. Đấy, ở đây là nó có cái biển báo này là đi Bản Rèn, là đi Ủy ban Nhân dân xã Bản Hồ. Bạn đi ở đây là có mấy các cái biển hướng dẫn chỉ đường, nếu như các bạn xa đến mà không biết đường. Trên cao trên kia là có một cái đường đi ngay trên đỉnh đầu. Nếu các bạn để ý tinh thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường tầng dưới với tầng trên. Đường đèo đây như là đèo ở khu vực đèo Giàng, đèo Gió ở tỉnh Bắc Cạn. Tuyệt vời. Hôm nay mình đi lên đây là thời tiết rất là nóng. Hiện tại là bây giờ là nếu như hiện tại thời tiết thời điểm vào thời điểm lúc này thì ở dưới khu vực đồng bằng thì nó phải có hơn 30 độ, 32 độ so với thời tiết của ngày hôm nay. Nhưng mà hiện tại ở trên này thì ấy là đang nhiệt độ đang báo là có 25 độ C.
trọng cái gì. Ừ. Sẽ quay xuống cái đoạn đường mà mình vừa mới đi lên đấy, để các bạn cùng xem nhé. Đây các bạn cùng xem cùng với mình để theo dõi lại cái hành trình mà vừa nãy mình đi này, vừa nãy mình đi dưới lên này đấy. Đấy các bạn thấy kinh chưa? Đây, nơi đây là cũng có những cái ruộng bậc thang nhưng mà ở đây là họ chỉ là để trồng lúa nước thôi. Đấy mà có lẽ là đây chưa được Bộ Văn hóa công nhận là di sản thế giới nên là ở đây họ cũng trùng tu bảo tồn nó cũng không được như là các cái khu vực đã được công bố như là ở Hà Giang. Chưa tới nơi này. Mình xin giới thiệu với các bạn là bây giờ là cũng chưa tới nơi cái khu trung tâm mà hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến đó. Thì mình cũng xin kết thúc video và dừng lại ở đây phần 1. Còn các bạn sẽ cùng với mình tiếp tục theo chân mình đến để theo dõi tiếp phần 2 nhé.